Ngày 5 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Châu Văn Phụ, 35 tuổi, Thái Châu Phương, 32 tuổi, Phan Nguyễn Khải Hoàn, 28 tuổi và Trương Hồng Luân, 25 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, trước đây Nguyễn Văn Nhân, 25 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, có lấy trộm một chiếc điện thoại của nhân viên quán cà phê tại xã Song Phú, huyện Tam Bình. Phương và Phụng cũng biết vụ việc Nhân lấy điện thoại của người khác. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22 tháng 5, Phương chở Phụng đến tiệm sửa xe tại xã Song Phú để rửa xe thì thấy Nguyễn Văn Nhân cũng đến đây sửa xe. Phụng và Phương lấy cây vít đã được mài nhọn để khống chế bắt Nhân ngồi yên rồi dùng băng keo trói hai tay Nhân ra phía sau. Lúc này, Phụng thấy Luân chở Hoàn đi ngang nên kêu cùng nhau chở Nhân về công an xã Song Phú để nói chuyện nhưng Nhân không đồng ý. Sau đó, cả nhóm chở Nhân đi đến nhà một người quen trên địa bàn huyện Tam Bình. Tại đây, Phụng đã cởi trói cho Nhân và yêu cầu Nhân đưa 10 triệu đồng. Nhân nói không mang theo tiền và đưa điện thoại cho Phụng giữ để làm tin. Nhân đón xe ôm về nhà và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.